Mến chào các bạn quay trở lại với channel Daily AZ. Mời các bạn đến với video Người ngoài hành tinh tàn sát hàng loạt 32 con bò. Theo Daily Star, người nông dân tên Jared Blackwelder và vợ Misty đã hết sức ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh đàn bò nằm chết la liệt sau một cơn bão vào cuối tháng trước. Họ tin rằng trang trại của gia đình ở bang Missouri, nước Mỹ đã bị sét đánh trúng, khiến cho cả đàn bò 32 con chết tức tưởi. Được biết, đây đều là những con bò organic được cấp chứng nhận, trị giá lên tới 2.500 đô mỗi con. Blackwelder nói với các phóng viên ở thời điểm đó: "Chúng không hẳn là vật nuôi trong nhà, nhưng tôi là người nuôi chúng lớn lên, vắt sữa đem về nguồn thu cho gia đình." Nhưng cái chết của đàn bò đã khiến nhiều người tin vào thuyết âm mưu cảm thấy nghi ngờ. Tài khoản YouTube có tên Circuit 10 cho rằng có những cách giải thích khác nhau cho những con bò chết hàng loạt như thế này. Dường như mỗi khi có loài động vật nào đó chết hàng loạt, mọi người đều nghĩ đến thủ phạm là sét đánh. Đoạn video được đăng tải trên YouTube và họ nói rằng không một ai trong số các nông dân này tận mắt chứng kiến cảnh sét đánh. Circuit 10 giải thích, người ngoài hành tinh có thể liên quan đến những vụ việc tàn sát như vậy. Liệu mọi người có thể tin vào sét đánh trong khi không phải trường hợp nào cũng xảy ra cơn bão ở gần đó? Đoạn video nói, tôi tin rằng có điều gì đó bí ẩn bên trong. Đoạn video đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên YouTube chỉ trong chưa đầy 24 giờ. Nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ về những gì xảy ra. Một người nói lên ý kiến của mình, tôi lớn lên gần một trang trại và sống ở đó trong hơn 50 năm qua. Tôi chưa từng nghe thấy việc động vật bị sét đánh trong cơn bão từ trước tới giờ. Nhưng nếu có thì chỉ có một hoặc hai con chết mà thôi. Và một người khác bình luận, trong những con bò xấu số đó không có vẻ gì là bị sét đánh. Xác của chúng không hề có dấu vết bị cháy xém. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.